thương ái mới chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đến mình review cái hầm cua của anh Hải Sang các bạn. Anh Hải Sang ở Nam Căn Cà Mau ha. Đây, ảnh đang chuẩn bị rút nước đang cho cua nó xuống đó bạn. Rồi ảnh lên cua ha. Cua này thì cua mê các bạn. Mình mua con mê á, nó chạy sản xuất cua. Sản xuất giống cua rồi mình về mình dèo lên ha, ương lên. Rồi hỏi cái cách thức làm hầm sao rồi dèo bao nhiêu ngày rồi đó cho ăn mặn gì đó rồi mình sẽ hỏi ảnh, ảnh hướng dẫn các bạn xem ha. Các bạn biết cái cách về dèo cua giống ở Nam Căn Cà Mau. Hầm này hầm đất nha các bạn. Hầm đất ở trên này chảy cái miếng bạc che nắng. Rồi bắt đầu mình tiến tới mình review cho bạn xem ha. Một ngày lên cua hầm đất ở Nam Căn Cà Mau. Rồi bắt đầu mình tiến tới hầm cua các bạn. Tiến tới chỗ anh Hải Sang, anh đang rút nước ra. Còn mình quay cho bạn xem ha. Hầm này thì làm bằng đất nha các bạn. Đất bằng đất. Đấy, có thiết kế cái rãnh không thoát nước các bạn. Đặt mấy cống. Hai ba bốn năm tổng cộng là 10 hầm ở đây, tổng cộng hai bên 10 hầm nha. Này nuôi sen kẽ phải không? Quay quay từ từ. Cua này cỡ mấy ngày mới lên ta? Từ lúc thả tới lúc mình bắt á, bữa nay nè 17 ngày luôn nha. Tới 10 ảnh dèo tới mua con mê tới 17 ngày nó mới lên ha các bạn. Tại vì anh nuôi cua bự quá và nó mới lâu phải không? Quá cho cua bự anh đang rút xuống đây, quay cho anh xem nè. Cua anh đang rút xuống này. Em quay chỗ này cái đấy. Nè, miếng cua bự quá trời luôn nè. Cua này là nó hút con dưa vậy. Này kêu mà cua me luôn các bạn. Nè, có cái túi này là anh hứng cua nè. Hứng cua đó gọi hỏi nó lượt sạch lại. Túi này túi tiện nha. Quá trời cua bự nó nhanh lanh rồi. Cua chạy kìa. Tới 17 ngày nó mới lên được dữ vậy ha. Đây còn cái con mấy con kia là mấy con kia như tiêu dưa là có khoảng 5 ngày chứ từng lên hả? Mấy con này nó bự quá nó kêu một con me luôn. Đây hầm cua của anh nè. Này mình dèo bằng nước mặn nha. Cấp nước thì bạn mua tưa. Anh đang cấp nước vô mấy hầm bên kia nữa đó. Tổng cộng là 10 hầm. Hầm này hình đắp ở đồng đất nha, cũng dễ làm ha. Rồi câu xuống trên rồi rút cua xuống dưới hồi giống lượt sạch rồi điếm rồi bạn xem nè. Này lên mấy hầm ở trên này? Ủa bên này lên hết 10 hầm luôn hả? Bên này anh lên hết 10 hầm luôn các bạn. Ngày sang bữa nay cũng lên hết trơn luôn, lên hết giao cho nhà vuông phải không? Giao cho nhà vuông. Cái gì dạo này tình hình dịch bệnh cũng đi giao cho thương lái khó khăn ha. Mất cái gì đi giao thương lái rồi bắt vô xã xin giấy rồi lum các bạn, phiền phức. Rồi giờ thôi anh em giao cho chủ vuông cho nó khỏe, gần nhà nữa. Trong thời gian này thì giao vòng vòng cho chủ vuông không à, nhà vuông. Nó xuống dưới kìa, để quả mình quay cho anh xem. Một hầm này mình thả bao nhiêu con mê ta? Là một, tại vì anh nuôi cua lớn nha. Anh nuôi cua con này nó kêu con mè, bây giờ anh thả cái lượng thừa. Một hầm này mình thả có 2.000 con mê đấy à. Quá trời nó xuống rồi bạn ơi. Con này cua này giống cắn tay đau lắm trời. Bự rồi. Cua này là con kêu bằng cái con me luôn rồi. Quá trời bự. Xuống rồi kìa bạn ơi, quá nó đã. Này bạn nhìn cua nè. Này anh dẹo cua bự ha. Mấy con cua này thì nuôi chắc ăn luôn rồi, không khoảng nè. Mấy con dưa, con tiêu, con nhỏ ha. Còn bạn nhìn nè, con này kêu bằng con me luôn rồi. Bự, chà bá luôn. Này cua này cắn tay mình thấy đau luôn. Nè bự, rút kìa. Mình thả nuôi cua bự thì mình thả thưa là 2.000 con mê thôi ha. Còn mà bạn nuôi mà cua dưa, cua tiêu thì bạn thả vậy hơn 4.000 hoặc là 5.000 hoặc 6.000. Tại vì cua kia cái lượng mình lên nó nhanh hơn, thời gian nó cũng ngắn. Còn con này thì thời gian nó kéo quá dài. Tới nửa tháng tới 17 ngày bởi vì phải nuôi rất là thưa nghe bạn. Này lúc học. Này mình cho ăn bằng rút tươi vậy này. Rút tươi rồi mất bầm không? Bự thì bầm nhỏ thôi. Cái này cho ăn bằng rút ha. Rút tươi rút nguyên tôm mình chứ. Mình trong đèn mua của mấy người hàng đấy á. Là con nhỏ thì mình đưa vô ăn để cho nó tăng đại ha. Còn con nhỏ thì mình mắc bầm ra cho nó mịn cho nó ăn. Không xử lý thuốc nha các bạn. Chỉ là mua cái con me về rồi
cho ăn con guốc nha, guốc thì con guốc ngoài sông á, cũng mua của mấy anh đóng rẫy rồi đó, không có xử lý thuốc nha, cua này giống như là cua sạch luôn, không có thuốc men nha, nước hèn, nguồn nước mặn ở dưới sông mình vuông mình nè, cấp lên, còn cái nước ăn thì bằng con guốc chứ không có xả thuốc nha bạn. Mày gút xuống, mấy thành cũng hết rồi. Vừa mẫu của ảnh là tới 10 hầm ha, anh nuôi sang kẻ. Mà bữa nay tới lượt lên chân, ngày nay anh lên hết luôn. Quá trời cô bự. Cô bự. Bạn cô nè. Nó lột. Đọc. Mình lột cả. Hai anh vác cho nó xuống hết là những con cuối cùng ha. Rồi vô cái túm ở đây con hồi rồi anh đem lên đánh vệ sinh lại. Hôm nay mình đắp mình đất ha. Từ ngang các bạn. Từ ngang khoảng 4 tấc rồi. 4 tấc. Chảy cao su hết hai góc hai bên nè, cho chế mùa mưa rồi đất nó bị sạt ha, chứ mình đi nó cũng im nữa, không bị sạt đất. Xong rồi lấy lên thế vậy, rồi rồi lấy cái túm đem tổng mình dạo sạch rồi mình đếm lại các bạn. Rồi cua nó vô cho nó rồi, ba cái gông rồi ha. Thành hai anh đem đi anh dạo rồi cho nó sạch sẽ. Rồi bắt đầu mình dạo cho cua sạch ha. À, ba cái lưới đặng mình bỏ trong hầm nãy mình rút nó ra luôn, nó chảy ra luôn vậy đó. Không. À, mà nãy nó trong hầm luôn phải không? Không. À, mình bỏ trong cái túm đặng vô đặng cua bự sẽ nó kẹp ha. Bỏ cái lưới vô là nó tốt rồi, sợ mấy cua nó bự quá nó kẹp. Mấy con này là nãy anh dạo rồi nè phải không? Dạo nãy rồi. Cua rác vào lọc. Mình bỏ trong hồi điểm nha. Làm này cũng rất là công phu vất vả nha, không phải dễ các bạn. Khó à. Xúc ra bây giờ phải lựa sạch nữa. Dạo cua còn mình vô khênh một khênh mình đếm bự cua bự quá mình đếm mấy trăm ta dạo gần này bữa nay đếm tới 500 như dạo xa thì đếm 3-2 cái khênh này mà đếm một khênh cua cua này bự quá thì bình thường thì anh giao thương lái thì anh giao 250 con một khênh này ha, mà bữa nay mình giao cho nhà vua giao gần sớm nè mình đi, bởi vì mình vô một khênh này vô 500 con luôn giao gần ha, chứ mà giao thưa thì chỗ xa xa thì mình giao tới 500 tới 250 con một kênh, tại vì cua nó bự quá sợ nó cắn ngay, mà bự quá nó hao dữ lắm, bởi vì nè đây cũng quá nhiều luôn. Mấy cua mới ra được phải không, quá trời cua lớn, cua me. Dạo sạch ha. Con này thì mình dạo bằng nước mặn ha. Nước mặn rồi. Là trời con này bao hết biết. Ta vô nhà mình đếm nè. Theo chuyện ảnh vô nhà cho bà chế bà đếm cua. Bà chế bà đếm trọng á. Trên 500 á chế. Cơ 500. Hôm nay có hai chồng ha, hai chồng tự làm luôn. Anh thì nãy đi gọi anh vào cua lên cua giờ chị bà chế thì bà đếm.
được 500. 500 là tại mình giao gần ha. Còn hai nãy nó giao sao thì mình đếm cua 250. Thế 300 tại cua nó bự quá. Để mình xem nè. Đó, chặt. Cua này cua me. Bỏ vô đó mình đếm nè. Con này bụi quá. Con xem cua này. Cua giống nè. Con này mình dèo nè. Mua ở con quê chạy á. Mình dèo lên. Cua này tại anh dèo bự ha. Tại người ta đặt hàng lỗ của bự. Hàng của bự thì con này chỉ bằng con me. Dèo tới 17 ngày mới lên. Còn mấy con mà vuông tiêu thì mình dèo từ 5 tới 17 ngày từ lễ lên lên nè. Con này tại người ta đặt hàng lỗ lớn rồi. Rồi xây lớn rồi con me thì mình bằng con bự. Này là hốt tiền ha. Bà để bà đếm một chỗ nói chuyện bà sợ bà quên. Quên cái tiêu luôn, tại bà đếm một nhiêu con mới nhớ nha. Này bỏ vô trong cái kênh cua kia đặng cho nó không có bị kẹp. Này là cái bao lưới bỏ vô mấy hình cua bự quá bỏ ngoài luôn à, cua nó bự quá. Đó cũng 20 hình nha, mười mấy 20 hình này, hình 500 con, nhiều đó có 10.000 cua đó bạn. Nhưng mà mấy kênh mà chế bà đếm có 10.000 con rồi. Anh kênh 500 nữa ha. 20 kênh thì 10.000 con rồi. Cua nhỏ thì mình vô 500. Với tại nó này vô gần ha. Chứ này đi xa thì mình vô có 250 nha. Tại cua này bự quá. Hào cua dữ lắm nha. Cua nó bỏ ngoài là bự quá. Cua này thả vuông thì im luôn á, thả là vuông liền mạnh. Mình nhỏ lành cỡ này nè. Rồi, lấy xong điểm hết cái đó là đầu vô kênh nè, rồi anh hai này anh đi giao ha. Rồi, xong rồi giao đó. Rồi hôm nay mình chia sẻ video hết trơn toàn cảnh gì quay tên cua năm càng ngày mai vậy thôi nha. Rồi bây giờ mình kết thúc tại đây các bạn.